Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Bài 16, Ngày em vào đội. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, đọc các câu đố về đồ dùng học tập hoặc những đồ vật khác ở trường và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Rồi, các em viết những thông tin như là ngày đọc. Các em đọc ngày nào, tháng nào, năm bao nhiêu thì các em viết vào đây. Số câu đố đã đọc, em đọc là các em đếm xem là mình đọc được tất cả bao nhiêu câu đố thì các em viết vào đây. Các đồ vật được nói đến. Ví dụ như là câu đố về cái thước, quyển vở, cái cặp, cái bút chì, cái bút mực, cục tẩy vân vân. Câu đố em thấy dễ đoán nhất là câu đố nào? Và câu đố em thấy khó đoán nhất là câu đố nào? Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài nha. Rồi thầy giáo ví dụ là ngày đọc. Thầy giáo ví dụ nha, ngày đọc ví dụ như là ngày 10 tháng 11 năm 2022 chẳng hạn. Số câu đố đã đọc. Thầy giáo ví dụ thôi, các em tham khảo. Ví dụ 7 câu. Các đồ vật được nói đến. Thầy giáo ví dụ như là câu đố về cái thước kẻ này, câu đố về cái cặp này, cục tẩy, cái bút chì, cái bút mực, cái bảng viên phấn hay là quyển sách vân vân. Câu đố em thấy dễ đoán nhất là câu đố nào? Theo em là câu đố nào dễ đoán nhất? Thầy giáo ví dụ như là cái thước kẻ. Câu đố em thấy khó đoán nhất là câu đố nào? Thầy giáo ví dụ như là cái cặp. Mức độ yêu thích, các em có thể đánh giá là 3 sao, 4 sao hoặc là 5 sao. Bài tập số 2, các em xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Ở đây chúng ta có 3 nhóm. Nhóm người, nhóm đồ vật, nhóm hoạt động. Thầy giáo ví dụ như là sách là thuộc nhóm đồ vật. Thủ thư là người coi giữ thư viện, quản lý thư viện. Như vậy thủ thư là thuộc nhóm người. Đọc là thuộc nhóm hoạt động. Rồi dựa vào gợi ý các em bấm tạm dừng video và các em làm bài nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Trước hết là tìm sách. Tìm là một hoạt động, đúng không? Thẻ thư viện. Nó là một cái thẻ thì nó là đồ vật. Phiếu mượn sách là đồ vật. Sách là quyển sách. Như vậy nó là đồ vật. Mượn là một hoạt động nha. Giá sách là đồ vật để đựng sách. Nó chính là đồ vật. Người mượn là thuộc nhóm người. Người đọc là thuộc nhóm người. Tiếp theo là báo. Tờ báo nó chính là đồ vật. Thủ thư là người quản lý thư viện, trông coi thư viện, thuộc nhóm người. Đọc là một hoạt động. Trả là một hoạt động. Mượn, đọc, trả, đúng không? Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Câu nói của mỗi bạn ở tranh A và tranh B có gì khác nhau? Các em so sánh cùng một câu nha. Cậu đến muộn. Rồi. Ở tranh A là cậu đến muộn. Ở tranh B là cậu đến muộn thế. Có thêm từ thế và dấu chấm than. Được chưa? Thay dấu chấm bằng dấu chấm than. Tiếp theo là câu thứ hai ở tranh A. Hôm nay chúng tớ chơi vui. Câu thứ hai ở tranh B là thêm từ lắm và dấu chấm than. Hôm nay chúng tớ chơi vui lắm. Câu thứ ba ở tranh A. Cậu đi đôi giày này đẹp. Câu thứ ba ở tranh B. Cậu đi đôi giày này đẹp quá. Tức là thêm chữ quá và dấu chấm than. Như vậy các câu ở tranh A là từ ngữ
không có từ biểu lộ cảm xúc. Các em nhớ là các từ in đậm này, từ thế này, từ nắm này, từ quá này là những từ ngữ dùng để biểu lộ cảm xúc. Các câu ở tranh B là có từ biểu lộ cảm xúc. Được chưa? Dấu câu ở câu E là kết thúc là dấu chấm. Ở câu B là kết thúc là dấu chấm than. Vậy kiểu câu, các câu ở tranh E: cậu đến muộn, hôm nay chúng tớ chơi vui, là kiểu câu kể, đúng không? Câu dùng để kể này. Cậu đi đôi giày này đẹp. Đôi giày này đẹp là dùng để tả, đúng không? Như vậy kiểu câu là câu kể. Các câu ở tranh B là kiểu câu là câu câu cảm. Câu dùng để biểu lộ cảm xúc là câu cảm. Đẹp thế, đẹp quá, muộn quá, đẹp lắm. Đó là câu câu cảm. Cuối câu là thường có những từ ngữ biểu lộ cảm xúc như từ thế, lắm hay là quá. Và dấu câu là dấu chấm than. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Từ in đậm trong các câu nói ở bài tập 3 bổ sung điều gì cho câu? A là cảm xúc của người nói, B là mong muốn của người nói, C là nội dung kể tả giới thiệu. Rồi các em quay trở lại bài tập số 3. Từ in đậm trong các câu nói ở bài tập 3, cụ thể là các em chú ý đến tranh B. Đó là từ thế này, nắm này, quá này. Thì đây là những từ ngữ thể hiện cảm xúc của người nói, bổ sung cảm xúc của người nói. Muộn thế, muộn lắm, đẹp quá. Được chưa? Các em chọn IA, cảm xúc của người nói. Bài tập số 5, các em chuyển các câu dưới đây thành câu cảm theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau. Quyển từ điển này hữu ích. Thì đây là câu kể, các em có thể chuyển thành câu cảm. Quyển từ điển này hữu ích quá. Chúng ta chỉ cần thêm từ biểu lộ cảm xúc vào, tức là thêm từ quá vào, dấu chấm các em thay bằng dấu chấm than là chúng ta được câu cảm. Được chưa? Rồi tương tự đối với câu E. Bạn ấy đọc nhiều sách. Thì đây là câu kể, chúng ta có thể chuyển thành câu cảm bằng cách là thêm cái từ ngữ biểu lộ cảm xúc vào đằng sau, các em thay dấu chấm bằng dấu chấm than. Được chưa? Bạn ấy đọc nhiều sách quá. B. Thư viện trường mình rộng. Đây là câu kể, đúng không? Các em chuyển thành câu cảm. Thư viện trường mình rộng lắm. C. Thư viện đóng cửa muộn. Thì đây cũng là câu kể, các em chuyển thành câu cảm là thư viện đóng cửa muộn thế. Được chưa? Bài tập số 6, các em viết câu cảm phù hợp với mỗi tình huống sau. A. Các em nêu cảm xúc với thời tiết ngày hôm nay. À, thầy giáo ví dụ, nếu em đang ở mùa đông thì các em sẽ nêu câu thể hiện cảm xúc với thời tiết của ngày hôm nay là thời tiết hôm nay rét quá. Hay là nếu các em đang ở mùa hè, thời tiết hôm nay nóng bức quá. Hay là thời tiết hôm nay oi bức quá. B. Nêu cảm xúc sau khi nghe bạn đọc diễn cảm một bài thơ. À, Nam đọc hay thế. Hay là Nam đọc diễn cảm quá. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.